chuyển ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành khu cách ly. Cung cấp thông tin sức khỏe của từng shipper để khách hàng tiện theo dõi. Tránh dịch Covid-19, 4 đối tượng phá gần 2 hectare rừng chiếm đất làm rẫy. Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong. Câu chuyện độc đáo hôm nay là những hình ảnh thú vị về săn cá hoàng đế ở hồ Trị An. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyền của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 7 giờ hôm nay, trên thế giới có 244.867 ca nhiễm, 10.030 ca tử vong và 87.407 ca được chữa khỏi. Riêng tại Việt Nam đã ghi nhận 85 ca nhiễm, 16 ca được chữa khỏi. Và để chuẩn bị khu cách ly đón người dân trở về từ các vùng dịch, vào chiều qua, Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng dọn đồ đạc sinh viên tại các tòa thuộc khu A mở rộng để chuyển khu này thành khu cách ly COVID-19. 4 tòa nhà sẽ được dọn dẹp để chuyển thành khu cách ly với quy mô hơn 3.000 người. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới sẽ triển khai khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 20.000 giường. Cụm ký túc xá này gồm 2 khu với 47 tòa nhà ở khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, tại cuộc họp khẩn với các sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đề nghị trong trường hợp cần thiết có thể tạm mượn ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 40.000 giường làm khu cách ly phòng chống lây nhiễm COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến có chiều hướng phức tạp, nhiều người dân dần chuyển thói quen mua sắm trực tiếp sang online để tránh tiếp xúc nhiều người, hạn chế nguồn lây nhiễm. Để gia tăng sự an tâm cho khách hàng, một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã nghĩ ra ý tưởng cung cấp thông tin sức khỏe của từng nhân viên giao hàng để khách hàng tiện theo dõi. Kính chào quý khách, mỗi ngày chúng tôi đều được kiểm tra thân nhiệt, xịt khử trùng và luôn đeo khẩu trang khi giao nhận hàng. Xin quý khách hãy an tâm sử dụng dịch vụ. Đây là dòng chữ được in trên thẻ bưu kiện an tâm, kèm theo thông tin về tình hình sức khỏe, cập nhật thân nhiệt 2 lần mỗi ngày của từng shipper, khiến nhiều khách hàng an tâm chọn hình thức mua hàng online. Tôi cảm thấy công ty có phiếu kiểm định có sức khỏe nên là tôi cảm thấy yên tâm hơn khi công ty giao như vậy. Thẻ bưu kiện an tâm nó thực chất nó là một cái tem khá là nhỏ thôi, dán trên từng cái bưu kiện của shipper khi mà gửi bưu kiện đó cho người nhận. Thì trên bưu kiện đó nó sẽ có một cái tờ giấy và sẽ hiển thị rõ thời gian là ngày hôm đó là ngày bao nhiêu, ví dụ là ngày 19 tháng 3 chẳng hạn, và thể hiện luôn cả là cái nhiệt độ thân nhiệt của cái anh shipper đó khi mà giao cái kiện hàng đó cho người nhận. Cách làm này không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn, mà mỗi shipper cũng được theo dõi sức khỏe từng ngày. Ngoài ra, đơn vị này còn yêu cầu tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc, đồng thời xịt khử trùng các bưu kiện trước khi giao cho khách. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý. Đến sáng nay, Công an huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng ở nhà trốn dịch COVID-19 đã rủ nhau vào rừng chặt hạ, hủy hoại gần 2 hectare rừng để chiếm đất làm rẫy. 4 đối tượng gồm Trần Công Bình, 36 tuổi, Trần Quang Minh, 33 tuổi, Huỳnh Ngọc Dũng, 44 tuổi và Dương Cư, 45 tuổi, cùng ngụ xã E Lê, huyện Esup. Bước đầu các đối tượng khai nhận do sợ dịch COVID-19 lây lan nên không đi làm thuê. Cả 4 người đã bàn bạc rủ nhau mang theo dao rựa vào tiểu khu rừng 139 ở xã Ia Chơ Lơi, huyện Esup, chặt phá cây rừng để chiếm đất làm rẫy. Trước đây thì ở nhà là cũng mua bán trâu bò rồi cũng làm mấy sổ ruộng thôi, nuôi con thôi chứ cũng không làm gì. Nhưng mà thời gian gần đây á, là do dịch COVID-19 nên là anh em nên núp ở nhà mới, cho nên là không có việc gì làm, nên cũng đôi lúc cũng buồn quá nên mới rủ đi là kiếm miếng rẫy làm ấy, nên là nó mới xảy ra sự việc như thế này. Công an huyện Esup xác định chỉ trong 4 ngày các đối tượng này đã hủy hoại gần 2 hectare rừng.
Và nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời thì cái tình trạng cứ như thế này thì người dân cứ thi nhau vào rừng và làm cái việc như thế thì rừng không mấy chốc mà mất rất nhiều. Vì cái diện tích mà họ bao chiếm như vậy thì họ chỉ cần chặt đầu lô cuối lô thì họ đánh dấu cái kiểu như là của họ, và họ sẽ tự tung tự tác trong cái diện tích, mặc dù là cái đất đấy này là rõ ràng là có chủ, đó là các công ty, các doanh nghiệp và các dự án, thậm chí là chủ rừng là các ủy ban các xã. Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý vào rừng chặt phá cây, chiếm đất làm rẫy đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Thậm chí có những vụ do tranh chấp trong quá trình lấn chiếm đã xảy ra xung đột gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ lô hàng hơn 300 sản phẩm điện lạnh, thiết bị gia đình cũ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Lô hàng này được phát hiện vào chiều tối ngày 16 tháng 3 trên quốc lộ 22, quận 12, khi đang được vận chuyển vào container. Các sản phẩm bao gồm 58 cục nóng, 46 cục lạnh, 17 tủ lạnh, 25 máy giặt cùng hàng chục thiết bị gia đình khác như bếp ga, máy lọc không khí, quạt. Đây là các mặt hàng cũ đã qua sử dụng, không hóa đơn, chứng từ mua bán và là loại hàng cấm nhập khẩu. Theo lực lượng chức năng, nếu không được phát hiện, số hàng này sẽ được tân trang, sửa chữa, sau đó xuất đi tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Tô Văn Nguyên, 20 tuổi, ngụ xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, Nguyên cùng một nhóm bạn ăn uống tại một quán lẩu ở xã Quảng Lợi. Tô Văn Trưởng, 19 tuổi và Lê Ngọc Thắng, 21 tuổi, đều ở xã Quảng Thái ngồi ở bàn bên cạnh sang mời rượu. Nhưng do không uống được rượu nên Nguyên từ chối. Khoảng 5 phút sau, Trưởng và Thắng tiếp tục sang mời rượu, nhưng Nguyên vẫn không uống. Trưởng và Thắng vuốt má, xoa đầu, tát nhẹ vào mặt Nguyên, cho rằng bị khinh thường, Trưởng và Thắng đánh Nguyên dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, cả ba đi về. Lúc Nguyên về đến nhà thì thấy Trưởng và Thắng đang đứng trước cổng chửi bới, ném gạch đá vào nhà mình. Quá bức xúc, Nguyên lấy một con dao ra đuổi đánh. Trong khi rượt đuổi, Nguyên dùng dao đâm vào người Trưởng rồi chạy vào nhà người thân trốn. Trưởng bị thương tích nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó Nguyên đến công an đầu thú. Thưa quý vị, Hồ Trị An vốn nổi tiếng với đa dạng các loài cá nước ngọt và là điểm đến yêu thích của những người có niềm đam mê câu cá. Nhưng những năm trở lại đây, Hồ Trị An lại có một điểm đặc biệt thu hút các cận thủ, đó là việc săn cá hoàng đế. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh đầy thú vị về săn cá quý vị nhé. Cứ vào cuối tuần, nhiều người từ Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường từ tờ mờ sớm để di chuyển xuống Hồ Trị An. Đến khoảng 6 giờ sáng, những chiếc ghe được thuê sẽ chở những cận thủ này ra hồ để câu cá. Thì chúng tôi đến đây với cái đầm là câu cá hoàng đế, là một cái đặc sản của cái khu vực Hồ Trị An này. Không có cái vùng miền nào mà hiện tại không thấy cái vùng miền nào mà thấy xuất hiện con cá hoàng đế này. Sở dĩ người ta hay gọi là săn cá, bởi lẽ muốn câu được loài cá này, buộc người câu phải di chuyển bằng ghe để tìm được đúng nơi tập trung của đàn cá. Đó thường là nơi gần những cồn đất, mực nước sâu khoảng hơn 2 mét. Thời gian một đàn cá tập trung ăn khoảng 20 phút, sau đó bỏ đi. Người câu lại phải di chuyển tìm nơi khác. Và đặc biệt, các cận thủ phải liên tục đập nước để tạo sự chú ý với loài cá này. Tập quán của cái loại cá hoàng đế này thì nó đi săn mồi và nó ăn theo bầy. Do đó thì ở chỗ nào có cá là chụm cần vô và câu hết bầy thì thôi. Đó, đặc biệt là về cái việc mà không có cái loại cá nào mà câu mà vừa đập nước để gây ra có cái tiếng động để con cá nó tới và nó đi săn mồi. Mồi dùng câu cá hoàng đế là tép sống. Người câu phải khéo léo móc lưỡi câu vào đuôi con tép để tép còn sống. Có vậy khi thả xuống nước, tép vẫn bơi, kích thích cá hoàng đế lao lại đớp. Nếu tép chết thì cơ hội cá cắn mồi không cao. Tại Hồ Trị An mùa nước cạn sẽ có những cồn đất nổi. Những người đi câu gọi đây là những đảo nhỏ. Sau một buổi sáng, nếu may mắn, những người đi câu sẽ có đủ cá để dừng chân thưởng thức bữa trưa ngay tại những đảo nhỏ này. Cá hoàng đế có thể làm thành nhiều món ăn ngon.
Nhưng để tiện lợi thì món cá nướng và canh chua vẫn được nhiều người lựa chọn thưởng thức. À, đặc biệt cá hoàng đế này sống ở tự nhiên ở Hồ Trị An nên khi mình nướng không cần ướp gia vị gì hết. Thịt của cá hoàng đế thì săn nó chắc khi nướng với thịt nó ngọt. À, đặc biệt cá hoàng đế chấm với muối ớt rất ngon. Đến khoảng 3 giờ chiều, nhóm người đi câu lại tiếp tục cuộc hành trình săn những chú cá hoàng đế. Hiện tại loại cá này được bán với giá khá cao, từ 70.000 đến 100.000 đồng 1 kg, đang là một trong những loại cá mang lại thu nhập cao cho ngư dân tại Hồ Trị An. Có thể nói, sau một tuần làm việc vất vả thì đây như một phương cách để con người ta giải tỏa những căng thẳng, bộn bề của cuộc sống, hòa mình cùng sông nước, cùng thiên nhiên và thưởng thức những sản vật trời cho, quả là một lựa chọn thú vị. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.